Chiều ngày 2 tháng 2, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã tham dự triển lãm sách kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thư viện Quốc gia Việt Nam Hà Nội. Triển lãm trưng bày khoảng 10.000 cuốn sách được xuất bản qua các thời kỳ, nêu bật quá trình thành lập Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng, đổi mới và bảo vệ Tổ quốc cùng công tác xây dựng Đảng hiện nay. Thông qua triển lãm sách, ban tổ chức mong muốn góp phần giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khẳng định niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm diễn ra đến ngày 9 tháng 2.